Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự trưa nay thứ ba, ngày 10 tháng 4 năm 2018 của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Trong chương trình thời sự trưa nay có những nội dung chính như sau. Hội đồng nhân dân huyện Quảng Ninh triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2018. Khách quốc tế đến du lịch tại Bố Trạch tăng cao. Phóng sự Tuyên Hóa nỗ lực phát triển kinh tế xã hội. Thưa quý vị và các bạn, Hội đồng nhân dân huyện Quảng Ninh vừa tổ chức hội nghị mở rộng nhằm đánh giá tình hình hoạt động quý 1 và triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2018. Trong quý 1, Thường trực và các ban của Hội đồng nhân dân đã triển khai có hiệu quả các đợt giám sát theo nghị quyết được Hội đồng nhân dân huyện thông qua, phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện giải quyết những vấn đề liên quan đến một số lĩnh vực như tài nguyên và môi trường, thu ngân sách, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giáo dục và đào tạo, xây dựng khu tái định cư tại xã Hải Ninh. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận và đề ra các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Huyện Bố Trạch vừa tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác cựu chiến binh cơ sở năm 2018 cho 110 học viên là cựu chiến binh các xã thị trấn trong toàn huyện. Trong thời gian 3 ngày, các học viên được truyền đạt một số nội dung gồm chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị. Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp cho các học viên nắm vững những chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, góp phần thực hiện có hiệu quả các chương trình hành động của Hội cựu chiến binh, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng trong sạch vững mạnh. Thời gian qua, công ty trách nhiệm hữu hạn F&D Quảng Bình đã chủ trọng đầu tư sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động. Theo đó, công ty đã tập trung nâng cao năng suất, chất lượng, hạ giá thành sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Năm 2017, đơn vị đã khánh thành và đưa vào sử dụng xưởng may 2 với 5 tổ may. Sản xuất được trên 2,7 triệu sản phẩm, đạt 66% so với kế hoạch. Doanh thu đạt trên 3,8 triệu USD, nộp ngân sách nhà nước 587 triệu đồng. 100% người lao động được tham gia các loại hình bảo hiểm. Đến nay, công ty có trên 900 cán bộ nhân viên và người lao động với mức thu nhập bình quân đạt trên 4,8 triệu đồng một người một tháng. Hôm qua, ngày 9 tháng 4, Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết tháng thanh niên năm 2018. Trong tháng thanh niên, Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh đã phối hợp với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Quảng Bình khởi công xây dựng nhà nhân ái cho bà Ngô Thị Chít là vợ liệt sĩ, trú tại thôn Phong Nha, xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch. Hưởng ứng tháng văn minh đô thị thành phố Đồng Hới năm 2018, các cơ sở đoàn đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia. Cũng trong tháng thanh niên năm 2018, có 74 đoàn viên ưu tú đã được tham gia lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp đảng. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận và đề ra các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ trọng tâm trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2018. Dịp này, Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức quán triệt nghị quyết đại hội đoàn các cấp cho 100 cán bộ đoàn chủ chốt ở các đơn vị doanh nghiệp. Nhằm góp phần xây dựng thành phố Đồng Hới sáng, xanh, sạch, đẹp, vừa qua, các câu lạc bộ thiện nguyện trên địa bàn thành phố đã tập trung dọn vệ sinh môi trường tại bãi biển Quang Phú. Theo đó, 80 đoàn viên thanh niên đến từ các câu lạc bộ thiện nguyện trên địa bàn thành phố đã tập trung thu gom các loại rác thải trôi dạt dọc bãi biển, trên các triền cát và khu vực các nhà hàng quán ăn. Đây là một hoạt động thiết thực nhằm nâng cao ý thức của đoàn viên thanh niên, người dân và các hộ kinh doanh trong việc giữ gìn cảnh quan môi trường, đặc biệt là môi trường biển, góp phần tạo ấn tượng đối với khách du lịch khi đến với thành phố Đồng Hới. Nhờ làm tốt công tác xã hội hóa các nguồn lực trong phát triển du lịch, nên từ đầu năm đến nay, lượng khách quốc tế đến du lịch tại huyện Bố Trạch tăng cao. Theo đó, khách quốc tế đến du lịch tại huyện Bố Trạch đạt trên 50.300 lượt, tăng 36% so với cùng kỳ. Để phát triển du lịch theo hướng bền vững, huyện Bố Trạch đã hỗ trợ 15 triệu đồng đối với mỗi mô hình du lịch cộng đồng, đồng thời khuyến khích phát triển các mô hình khuyến nông khuyến ngư ở các địa phương nằm trong vùng đệm di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng như dâu lạc Nguồn Son, cá trắm Phong Nha, ổi Hương Trạch. Đặc biệt, nhiều lễ hội được tổ chức trong thời gian tới như đua thuyền truyền thống huyện Bố Trạch lần thứ 2 và hội thi cá trắm sông Son, hứa hẹn sẽ góp phần quảng bá nét văn hóa đặc sắc của huyện và thu hút một lượng lớn du khách đến tham quan du lịch. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, mặc dù còn đối mặt với nhiều khó khăn thử thách,
Nhưng với sự hỗ trợ quan tâm của các cấp các ngành, cùng nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, nên tình hình kinh tế xã hội của huyện Tuyên Hóa đã có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống của nhân dân khởi sắc hơn. Trong lĩnh vực phát triển kinh tế, Tuyên Hóa đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo các địa phương tích cực triển khai thực hiện các chương trình, đề án trọng điểm như chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, phát triển đàn bò lai, đào tạo nghề cho lao động nông thôn, xuất khẩu lao động làm việc có thời hạn ở nước ngoài, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp. Nhiều loài giống mới có năng suất cao, chất lượng tốt được các địa phương mạnh dạn đưa vào sản xuất trên diện rộng. Tuyên Hóa còn là địa phương đi đầu trong lĩnh vực chăn nuôi của tỉnh với tỷ trọng của ngành chăn nuôi trong sản xuất nông nghiệp đạt 51,5%, đưa chăn nuôi trở thành ngành chính. Bên cạnh đó, công tác bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số cũng được quan tâm, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả, góp phần cải thiện đời sống của nhân dân. Hiện nay tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện đã giảm xuống còn khoảng 20%. Trong những năm gần đây, được sự giúp đỡ của huyện và là cấp ủy đảng chính quyền, thì bà con từng bước là đời sống phát triển kinh tế ngày được nâng lên. Ở đây thì các công tác sản xuất chăn nuôi thì cây lúa được bà con là cùng tập trung để rồi là gieo cấy là hết diện tích. Thời gian gần đây nữa thì được sự quan tâm của là tỉnh ủy, rồi ủy ban tỉnh, rồi ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh cũng như các cái ban ngành cấp huyện đã là đầu tư là cho bà con đồng bào về là chính sách nhà ở, và cái này cũng hết sức thiết thực. Về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, mặc dù bắt tay vào thực hiện với xuất phát điểm thấp so với mặt bằng chung toàn tỉnh, nguồn lực đầu tư vào địa bàn hàng năm còn khiêm tốn, nhưng đến cuối năm 2017, Tuyên Hóa đã có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới là Châu Hóa, Mai Hóa, Văn Hóa. Ngoài ra, Tuyên Hóa còn có 2 xã đạt từ 14 đến 15 tiêu chí, 10 xã đạt từ 10 đến 13 tiêu chí. Trong năm 2018, huyện tập trung chỉ đạo xã Tiến Hóa ra soát để nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí để đạt chuẩn nông thôn mới. Trong năm 2018 thì chúng tôi tiếp tục chỉ đạo các xã thị trấn thực hiện tốt các cái đề án của huyện đã đề ra trong cái giai đoạn 15 đến 2020. Đó là đề án về tái cơ cấu ngành nông nghiệp, rồi đề án phát triển đàn bò lai, đề án đào tạo nghề cho nông nghiệp nông thôn và xuất khẩu lao động để là có những người dân tăng được cái thu nhập và đảm bảo được cái cuộc sống ổn định và là ngày càng phát triển. Những kết quả đã đạt được trong thời gian qua sẽ là động lực cho toàn huyện để tiếp tục phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đã đề ra, góp phần đưa huyện Tuyên Hóa ngày càng phát triển. Nhằm nâng cao giá trị sản xuất, thời gian qua, huyện Lệ Thủy đang nỗ lực đẩy nhanh tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ. Để thực hiện có hiệu quả chủ trương này, Ủy ban nhân dân huyện đang tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, đồng thời triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ nhằm khuyến khích thúc đẩy phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề nông thôn. Phấn đấu giá trị sản xuất tăng 13 đến 14% so với năm 2017. Các dự án lớn như điện năng lượng mặt trời, điện sinh khối của tập đoàn Doha, nhà máy may Quảng Bình giai đoạn 2, chế biến titan ở khu công nghiệp Cam Liên đang được triển khai và phấn đấu đưa vào hoạt động trong năm 2018. Bên cạnh đó, Lệ Thủy cũng ưu tiên phát triển thêm một số ngành nghề mới, triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm của các cơ sở. Những ngày này, bà con nông dân huyện Minh Hóa đang tích cực xuống đồng chăm sóc lúa đông xuân. Vụ đông xuân năm nay, toàn huyện gieo cấy trên 470 hectare lúa với các giống chủ lực gồm HT1, PC6 và IR35366. Ngay từ đầu vụ, chính quyền các địa phương đã chỉ đạo bà con nông dân tập trung nạo vét và tu sửa lại các hệ thống canh mương nội đồng, đảm bảo tưới tiêu. Hiện nay lúa đang bước vào thời kỳ đẻ nhánh chuẩn bị làm đông, nên bà con nông dân tập trung ra đồng làm cỏ bón đạm. Bên cạnh đó, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện đã cử cán bộ chuyên môn tích cực hướng dẫn bà con triển khai các biện pháp phòng trừ sâu bệnh và chuột hại lúa. Tại huyện Bố Trạch, bà con nông dân xã Nam Trạch cũng đang tập trung xuống đồng chăm sóc dưa hấu nhằm nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng. Vụ đông xuân năm nay, xã Nam Trạch triển khai gieo trồng hơn 160 ha dưa hấu với các giống chủ lực là Hắc Mỹ Nhân 888, 686, 448, tập trung nhiều nhất tại hai thôn Sao Sa và Hòa Trạch. Trong đó gần 50 hectare được chuyển đổi từ diện tích đất cao su bị gãy đổ.
Cây dưa hấu có thời gian sinh trưởng ngắn, nếu thời tiết thuận lợi, chăm sóc tốt thì chỉ khoảng trong 3 tháng sau khi trồng là cho thu hoạch. Trung bình 1 hectare dưa chi phí khoảng 8 đến 10 triệu đồng, gồm giống, phân bón, công làm đất và chăm sóc. Sau khi trừ chi phí, mỗi hectare dưa hấu, trung bình người dân thu lãi trên dưới 60 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, với bản tỉnh cân cù, chị Dương Thị Thu ở thôn Thuần Vinh, xã Thuần Đức, thành phố Đồng Hới đã xây dựng mô hình nuôi lợn rừng sinh học kết hợp đào ao thả cá. Qua 5 năm thực hiện, đến nay mô hình đã bước đầu đem lại thu nhập khá, mở ra hướng phát triển kinh tế cho gia đình. Năm 2013, nhận thấy chăn nuôi lợn thương phẩm cho thu nhập không cao, chị Dương Thị Thu ở thôn Thuần Vinh, xã Thuần Đức, thành phố Đồng Hới đã mạnh dạn chuyển đổi sang mô hình chăn nuôi lợn rừng sinh học. Gia đình chị nuôi lợn rừng theo mô hình khép kín, chủ động hoàn toàn nguồn thức ăn cho đến xử lý chất thải để tái sử dụng trong sản xuất. Theo phương pháp chăn nuôi của chị, thức ăn của lợn chủ yếu là các loại rau xanh, bắp chuối, sạc sản không chứa chất kích thích, tăng trọng. Vì vậy, sản phẩm lợn rừng do gia trại chị sản xuất có chất lượng hơn các loại lợn được nuôi bằng phương pháp công nghiệp. Còn lợn rừng thì mình nuôi thì thời gian hơi lâu. Từ khi ăn đẻ đến khi bán thì khoảng năm rưỡi, hơn năm rưỡi về thì mới bán. Nhưng mà hẳn thì cũng lại khá là bởi vì là thức ăn thì mình tự kiếm được hoàn toàn á. Chi phí thì không cao bằng cái lợn tế. Từ ngày mà chăn nuôi thì mô hình nuôi lợn rừng thì hẳn đem lại thu nhập cũng khá. Cũng nói chung cũng đủ để mà trang trải cho con cái ăn học. Khi mới bắt đầu chăn nuôi lợn rừng, loài đối tượng vật nuôi còn tương đối mới mẻ, chị Thu đã gặp nhiều khó khăn về kỹ thuật cũng như đầu ra của sản phẩm. Nhưng đến nay, gia trại của chị đã có hơn 40 con lợn rừng. Mỗi năm, chị cho xuất chuồng gần 20 con với giá bán 180.000 đồng 1 kg. Trừ tất cả các chi phí, chị lãi hơn 100 triệu trên một năm. Ngoài nguồn thu nhập từ nuôi lợn rừng, chị còn tận dụng diện tích đất trống của gia đình với hơn 1.500 m2 để đào ao, thả cá. Một năm bán hai lứa, trừ các chi phí, chị lãi hơn 30 triệu đồng. Mô hình lợn rừng sinh học thì hiện nay cho hiệu quả rất tốt. Các hồ chăn nuôi thì áp dụng các biện pháp chăn nuôi sinh học theo hướng nông nghiệp hữu cơ, chăn nuôi đảm bảo an toàn vệ sinh và hiện nay phát triển rất là tốt. Sắp tới thì đang tiếp tục vận động mở rộng thêm mô hình, vận động thêm một số hồ phát triển sản xuất để tham gia cái tổ hợp tác lợn rừng sinh học này để nhằm tạo một cái thương hiệu lợn rừng của Thuần Đức để cung cấp cho nguồn thực phẩm sạch cho bà con thành phố Đồng Hới cũng như là tỉnh Quảng Bình. Mô hình nuôi lợn rừng sinh học kết hợp đào ao thả cá đang là hướng chăn nuôi mới hiệu quả, giúp cho gia đình chị Thu ở xã Thuần Đức, thành phố Đồng Hới tự tin đầu tư mở rộng phát triển theo mô hình trang trại. Ở đô thị rất phổ biến dạng nhà ống, nhà hầm chỉ có một cửa ra vào kiêm lối thoát hiểm. Khi xảy ra cháy hết sức nguy hiểm. Khi phát hiện cháy phải bình tĩnh, suy xét, báo động cho tất cả mọi người mau chóng thoát ra ngoài. Nếu cửa ra bị lửa khói bao trùm, cần tìm lối thoát khác. Qua ban công, qua cửa sổ sang nhà bên cạnh, dùng thang thoát xuống mặt đất. Chỗ lối thoát lên mái nếu được. Tuyệt đối không núp trong phòng hay nhà vệ sinh. Nếu buộc phải băng qua lửa, hãy dùng chăn ướt quấn quanh người để thoát ra ngoài. Nếu phải băng qua khói, hãy dùng khăn ướt che kín miệng mũi và cúi thật thấp để tránh ngạt khói, men theo tường đến lối thoát an toàn. Biết cách thoát nạn, bạn có thể cứu được mình và mọi người. Dự báo thời tiết Quảng Bình trưa và chiều ngày 10 tháng 4, khu vực miền núi mây thay đổi, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ, độ ẩm 55 đến 98%. Khu vực đồng bằng ven biển mây thay đổi, trời nắng, gió tây bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ, độ ẩm 62 đến 96%. Khu vực thành phố Đồng Hới mây thay đổi, trời nắng, gió tây bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 27 độ, độ ẩm 63 đến 95%. Dự báo thời tiết biển không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, biển bình thường, độ cao sóng dưới 1,5 m. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.